Xin kính chào quý vị và bạn. Tôi đã có mặt trong khoang nội thất của chiếc xe Toyota Camry. Đây là phiên bản 2.0G, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá bán là 1 tỷ 029 triệu. Một chiếc xe có thể nói là thay đổi khá nhiều cả về thiết kế ngoại thất, nội thất cũng như là tiện nghi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi chút về cái thiết kế tiện nghi của cái mẫu xe Toyota Camry 2019 này, phiên bản 2.0G. Nó có những cái gì đặc trưng và nó có những thay đổi như thế nào so với cái phiên bản 2018 trước đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Chúng ta quan sát một chút ngay khi mà mở cửa thì ngay lập tức là cái khoang cabin. Các bạn thấy toàn bộ sử dụng ghế da rất là ôm người. Và với phiên bản 2.0G này, các bạn cũng có thể tùy chọn ghế da màu đen hoặc là ghế da màu kem sáng. Cái màu đen này thì cảm giác nó tạo được cái sự trang trọng, sang trọng hơn. Tuy nhiên thì cái màu kem á, nó sẽ sáng hơn so với cái màu đen này. Các bạn thấy đây là ghế lái chỉnh điện đa hướng này. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một số cái chi tiết liên quan ở cái bên phần táp ly cửa bên lái. Toàn bộ kính là auto chống kẹt do cả bốn cửa. Chức năng khóa cửa trung tâm, khóa lên xuống kính, gập gương điện và điều chỉnh gương điện. Có một điểm đáng nói về chiếc táp ly cửa, các bạn thấy toàn bộ tất cả cái chi tiết chỗ này này. Đó, tất cả chúng ta đều bằng da hết nhé. Khâu chỉ rất chi là cẩn thận và chỉ chu. Lùi phía trong này một chút, chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện dành cho cả tài xế và hành khách phía trước. Đặc biệt là đây các bạn thấy này, ở cái vị trí dành cho tài xế, chúng ta sẽ có thêm được cái nút điều chỉnh hàng ghế dành cho hành khách, mà có thể điều chỉnh được từ cái hàng ghế thứ hai. Còn đây là tổng thể khoang cabin. Nó sẽ chia là một số cái vùng riêng biệt. Ở bên này thì chúng ta có các tính năng liên quan đến khả năng vận hành của xe. Đó là công tắc để bật tắt, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo VSC cũng như là TRC. Ở đây cốp điện, mở điện và mở xăng, tất cả chúng ta đều mở điện hết các bạn nhé. Trước đây thì Camry thường thiết kế cái vị trí mở ở đây, nhưng thế hệ này thì đã thay đổi rồi. Đó, rất là tiện lợi. Cửa gió điều hòa tất cả đều được viền, nó đều được mạ chrome hết, nhìn cũng khỏe khoắn và sang trọng hơn. Đây, các chi tiết này là mạ chrome, mạ bạc. Đây là cái vô lăng chính của chúng ta, một chiếc vô lăng được bọc da mạ bạc và tích hợp gần như là đầy đủ tất cả các nút bấm. Bên này chúng ta sẽ có các phím điều chỉnh tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ của màn hình TFT. Ở bên này chúng ta đơn giản hơn thôi, chỉ có chuyển chế độ giải trí và chuyển kênh chuyển bài. Đó. Còn đây là màn hình hiển thị trung tâm của chúng ta. Đây là bảng đồng hồ này. Các bạn quan sát thấy ở trên bảng đồng hồ này nó sẽ bao gồm 3 vùng riêng biệt, đó chính là vòng tua động cơ và các đèn chỉ báo. Bên này chúng ta có cái giải báo tốc độ. Ở chính giữa sẽ có một cái đồng hồ, một cái bảng đồng hồ TFT 4,2 inch. Và cái đồng hồ này thì nó sẽ hiển thị tất cả những thông số liên quan đến xe, ví dụ như là mức tiêu hao nhiên liệu này, tạm thời vận tốc trung bình này, nhiệt độ bên ngoài này. Ở lùi dưới thì các bảng khác thì chúng ta sẽ có thêm, ví dụ như là đây, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình này, nó rơi khoảng tầm 10,9 lít cho 100 km. Cái này thì nó sẽ reset sau mỗi lần mà chúng ta di chuyển các quãng đường khác nhau. Lượng xăng còn lại để có thể chạy được quãng đường bao nhiêu nữa thì chúng ta phải đổ, cũng nó được hiển thị rất là đầy đủ. Đây là các chế độ lái. Thì chiếc xe này được trang bị chế độ lái Eco và Power. Tốc độ hiện thời, bảng đồng hồ điện tử các bạn nhé. Chúng ta cũng có thể vừa quan sát bằng bảng đồng hồ điện tử đây, hoặc là đều có thể quan sát bằng cái bảng đồng hồ bên này. Đây là hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Hiện tại bây giờ là chúng ta đang được cân đều cho tất cả 4 bánh, đều là 315 kPa. Đó là những cái thông số cơ bản. Còn đây là phần hiển thị cái chế độ. Như đây là xe đang sử dụng đài FM. Đấy, AM, FM chẳng hạn.
Sau đây là những cái thông báo chính về cái mẫu xe hiện tại, nó đang cần có những cái thông báo chính gì thì nó hiện thị hết lên trên này các bạn nhé. Đó. Xe đang báo hết xăng này, chúng ta cần phải nạp thêm nhiên liệu. Và bên này là phần cài đặt. Thì ở phần cài đặt này sẽ có rất nhiều thứ các bạn có thể cài đặt được. Giả sử như là các bạn đây chẳng hạn, vấn đề parking assist là hệ thống hỗ trợ đỗ xe, tức là những cái cảm biến góc trước sau chẳng hạn, cảm biến lùi, chúng ta có thể bật hoặc tắt được. Khi tắt đi chuyển cái này sang off thì nó sẽ không hoạt động nữa. Setting chính của cái phương tiện này thì các bạn có thể setting về cái âm thanh, âm lượng của cảnh báo, nó sẽ có các mức đấy, 1, 2, 3 khác nhau. Và cái TPWS này chính là cái hệ thống setup của cái cảnh báo áp suất lốp. Đấy, chúng ta có thể set là để chế độ bao nhiêu, phần đo như thế nào thì xe sẽ đưa ra cảnh báo. Đây là setting chung, chúng ta sẽ có thể thay đổi được phần language, tức là ngôn ngữ. Hơi tiếc một chút khi cái mẫu xe này nó chưa được trang bị tiếng Việt các bạn nhé. Đó. Rồi, phần unit, tức là cái đơn vị đo thì chúng ta có thể hiển thị theo kiểu là km trên lít hoặc là lít trên 100 km. Chế độ lái eco, on hoặc off. Driver info thì cái này các bạn sẽ có thể hiển thị cái tốc độ trung bình. Rồi, đó là tổng thể trên cái bảng đồng hồ tablo. Lui sang cái phần bảng điều khiển trung tâm này, các bạn quan sát thấy này, một kiểu thiết kế mới. Đấy, hình chữ Y này. Và có một điểm rất là đáng khen, thật sự là không phải là vì tôi bán Toyota mà tôi khen đâu, nhưng mà tôi nghĩ là Camry cũng nên đáng được khen ở cái thiết kế như thế này. Có nghĩa là toàn bộ phần này này gần như là chất liệu kính, đó, rất là sáng bóng. Các nút này được kết hợp hài hòa và đều được mạ bạc hoặc là mạ chrome. Đi kèm xuống phía này chúng ta sẽ có một cái giải chrome chạy dài này, kéo ra đến tận hết cái vị trí cửa gió điều hòa dành cho hành khách ở dưới này. Tất cả chi tiết này đều bằng da hết các bạn nhé. Đó. Trên này này, thậm chí là trên cả cái bảng táp ly nữa, toàn bộ đều bằng da luôn, rất là mềm. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD 8 inch, xin lỗi ạ, màn hình DVD 8 inch, bao gồm đầy đủ tất cả cổng kết nối. Và đặc biệt là nó có thêm cả cái tính năng dẫn đường mà trước đây là không một cái mẫu xe Toyota nào ở Việt Nam có được thêm cái tính năng dẫn đường này cả. Đấy, rất là hay, thật sự là rất là hay. Các bạn lưu ý một chút, phía dưới này chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa này. Thì đây là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Cái vùng đầu tiên là dành cho tài xế và vùng thứ hai là hành khách phía trước và hành khách phía sau sẽ sử dụng chung cái điều hòa. Đó các bạn, tắt bật điều hòa hàng ghế thứ hai như này. Đấy. Hai bộ riêng biệt luôn. Lấy gió trong, gió ngoài, rồi là cánh hướng gió, cũng như là cái bật tắt điều hòa. Thì ở đây, lui phía dưới này, chúng ta có một cái khay nhỏ để đồ. Hơi tiếc một chút nếu mà cái khay này mà được sử dụng cái hệ thống sạc không dây QI thì tôi nghĩ là chiều lòng khách hàng hơn. Cái phiên bản 2.5Q, phiên bản cũ trước đây thì lại có được trang bị, nhưng đến phiên bản mới này thì lại không được trang bị. Và dĩ nhiên là 2.0E cũng không được trang bị. Ở đây chúng ta sẽ có các cổng cắm, dắt cắm 3.5 truyền thống này, đó, dây AUX hoặc là cổng USB để các bạn cắm nghe nhạc. Đây chúng ta sẽ có một cái tẩu sạc 12V, hàng 120W. Đây chính là hệ súng cần số ở xe. Thì chiếc Camry này khi mà xuất hiện tại thị trường Việt Nam thì cũng khá nhiều người thắc mắc là tại sao ở bên Thái Lan ấy, và các thị trường khác thì chúng ta đã sử dụng một cái động cơ mới, một cái hộp số 8 cấp mới, còn Toyota Việt Nam thì vẫn nhập cái phiên bản mà sử dụng hộp số 6 cấp. Thật ra tôi nghĩ là như một số cái nghiên cứu gần đây ấy, thì người ta chỉ ra rằng các anh ở bên Auto Daily này, xe hay sấy cưng đã nghiên cứu và đưa đến một thống nhất hộp số 6 cấp sẽ được tùy chỉnh, tinh chỉnh và gần như là phù hợp nhất đối với thị trường giao thông ở Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại. Mà có thể đó cũng là cái lý do mà như trước anh Hùng Lâm trên xe có nói là nó tốt rồi, tại sao chúng ta cần phải cải thiện nó kia. Rồi, cái đó thì chúng ta để bàn sau. Một cái cần số được bọc da mạ bạc rất là đẹp, hợp lý. Và chúng ta thấy là cái kệ tì tay này cực kỳ to luôn, và khi các bạn ngồi như này đấy, cái tư thế của chúng ta sẽ rất là thoải mái. Kệ tì tay bằng da nhé. Dưới này có thêm một cái hộc để đồ nữa.
Và có một cái mới được trang bị trên chiếc Camry này, các bạn quan sát thấy đó chính là hệ thống phanh tay điện tử và cái chức năng giữ phanh auto hold. Cái này sẽ rất là tiện lợi trong trường hợp mà chúng ta sử dụng trong cái đường đô thị phải dừng đỗ đèn đỏ nhiều, thì các bạn bật cái tính năng auto hold này lên, hệ thống sẽ tự động giữ áp suất phanh tại các bánh xe, và khi các bạn đạp ga thì áp suất phanh sẽ được nhả ra và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Do đó là cái chúng ta sẽ không cần phải sử dụng nhiều đến cái phanh đỗ trong trường hợp mà chúng ta dừng đèn đỏ. Đây là tổng thể về cái hàng ghế trước, cái khoang cabin của mẫu xe Camry 2.0G. Bây giờ chúng ta lùi một chút về cái vị trí có lẽ là dành cho những khách hàng quan trọng hơn, đó chính là cái hàng ghế thứ hai. Đây là không gian tổng thể của hàng ghế thứ hai. Dĩ nhiên là một mẫu xe hạng D như thế này thì chúng ta sẽ không có nhiều cái điểm để chê, có lẽ là sẽ không thể chê được về cái khoảng cách, cái sự rộng rãi. Đây tôi sẽ ngồi thử cho các bạn xem. Đó, gọi là hết cỡ luôn, nhưng mà vẫn còn rất là rộng, và đặc biệt là các bạn nhìn cái khoang rất là thoáng. Đó, cực kỳ thoáng. Ở đây nó có một số cái tiện nghi nhỏ nhỏ thôi, thì như tôi nói rồi, có thể tiến lùi cái ghế này hoặc là gập ngã ghế này ngay từ cái vị trí người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ở dưới này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và hai cái cổng sạc luôn, 2,1 ampe hỗ trợ sạc nhanh. Cái này thì thật sự là tiện lợi đấy, bởi vì không phải mẫu xe nào cũng được hỗ trợ cái cổng sạc nhanh 2.1 ampe này đâu, không cần phải qua tẩu sạc nữa. Có một số hãng xe khác là dưới này chúng ta có một cái tẩu 12V và các bạn muốn sạc thì vẫn phải cắm sạc. Cái đấy thì nó hơi bất tiện một chút so với việc mà chúng ta cắm thẳng cái cáp USB luôn để sạc điện thoại. Đó, các bạn thấy cả hai cổng. Hàng ghế của Camry ở vị trí thứ hai này, hàng ghế thứ hai này chúng ta có thêm một cái kệ tì tay. Nó không được xịn sò như trên cái mẫu Camry 2.5Q, nhưng mà cũng rất là thuận tiện. Nếu mà đi đường dài mà các bạn không có cái kệ tì tay thì thật sự là hơi oải. Đó, thay để cốc có đầy đủ hết. Ở cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta sẽ không thể nào điều chỉnh điện và ngả điện được như trên 2.5Q, mà ở đây thì cũng đã được trang bị thêm hệ thống đèn LED. Cái này thì có thể đọc sách được. Đó, đây là tổng thể về cái khoang nội thất cũng như là một số cái tiện nghi nhỏ nhỏ mà tôi muốn giới thiệu đến quý bạn ở trong cái mẫu Camry 2.0e này. Hiện tại mẫu xe này đang có giá bán là 1.029.000 trên toàn quốc, dành cho màu đen, màu đỏ, màu nâu. Riêng màu trắng thì chúng ta sẽ đắt hơn 8 triệu so với các phiên bản hiện tại. Đấy, chúng ta đi tổng thể một vòng quanh xe một chút. Chiếc camera mà tôi đang sử dụng này thì nó có một cái góc ống kính rộng, do đó là khi các bạn quan sát thì cảm giác của cái xe nó hơi bị ngắn ngắn một chút, nhưng mà trên thực tế thì nó không như vậy. Mẫu Camry này có kích thước rất là dài, 4.885mm, sắp xỉ 5m cơ. Chiếc Camry màu trắng này thì đang có mặt tại Toyota Thăng Long và với giá bán là 1.029.000 cộng thêm 8 triệu, có nghĩa là 1.037.000 dành cho một mẫu Camry 2.0G màu trắng này. Mọi thông tin chi tiết về giá bán